Những thí nghiệm mà quân Liên Xô bí mật thực hiện lên con người trong thời kỳ chiến tranh lạnh luôn là một thứ gì đó rất kỳ dị và ám ảnh, biến sức mạnh của những người bị thí nghiệm trở nên vượt trội ngoài sức tưởng tượng của nhân loại. Chiến tranh thế giới đã kết thúc, nhưng biệt đội đánh thuê này lại được vị giáo sư giàu có chi một số tiền khủng để thuê họ đột nhập vào căn cứ thí nghiệm cũ của Liên Xô, tìm mẫu thí nghiệm về cho ông ta. Vào thì dễ nhưng ra lại rất khó, họ phải đối đầu với những người lính Nga đột biến sức mạnh vượt trội, sống hàng ngàn năm qua trong căn hầm u tối này. Cuối cùng kết cục của đội lính đánh thuê và tên giáo sư điên rồ kia sẽ ra sao thì hãy cùng Hầu Vương review vào phim ngay nhé. Đảm bảo bom tấn hôm nay sẽ không làm các bạn thất vọng. Một trong những thí nghiệm kinh khủng nhất mà Liên Xô từng thực hiện là thí nghiệm 12. Sau đó vì không thể kiểm soát được sức mạnh của những binh lính đột biến nên chính phủ buộc phải cho dừng thí nghiệm. Những nhà khoa học bị khử hết, duy chỉ có 3 người trốn ra ngoài được. Người thứ nhất là ông Bowter biết mật mã căn phòng thí nghiệm. Người thứ hai là ông Nick biết chính xác tọa độ của căn cứ thí nghiệm. Không ngờ người cuối cùng lại chính là Kai, kẻ bỏ tiền thuê biệt đội của Alam tìm mẫu vật cho mình. Ông ta muốn lấy mẫu thí nghiệm đột biến gen để tạo ra một đội quân hùng mạnh cho riêng mình. Vì biết rõ bên trong hầm là những con quái vật nguy hiểm nên ông ta mới không dám mạo hiểm chính mình, mà bỏ số tiền lớn ra thuê kẻ khác vào thay. Quân đánh thuê chỉ cần tiền và thích chơi trò mạo hiểm nên nhanh chóng nhận kèo này. Đầu tiên Alam căn đúng thời cơ, lên cùng chuyến xe buýt với nhà khoa học già Bowter trước khi tên tài xế gián điệp kịp nổ súng. Alam nhanh tay headshot double kill, sau đó đem Bowter đi trong sự ngơ ngác của ông. Cùng lúc đó, Tabel lái siêu xe đến hộp đêm cao cấp của ông trùm người Nga. Trong đám gái nhảy, anh chạm mắt với một cô nàng xinh đẹp, nhận ra Tabel là khách của ông trùm. Cô ta nhanh chóng dẫn anh lên gặp ông ta, đàn em của lão kiểm tra một lượt không thấy súng mới cho Tabel vào. Tên trùm này biết được vị trí của nhà khoa học thứ hai, nhưng hắn lật lọng muốn tăng giá thì mới đưa định vị. Thấy Tabel không chịu thỏa hiệp, hắn cho đàn em xử lý anh nhưng dễ dàng bị anh khống chế. Điều không ngờ là cô nàng Irina lại là người mà Tabel cài vào. Thấy mình đang ở thế bị động, tên trùm vội lật mặt trở nên ngoan như cún. Irina luồn tay vào túi áo lấy được định vị của hắn ta, Tabel đạt được mục đích. Anh nổ một phát súng khiến cục diện trở nên hỗn loạn, giúp mình và Irina dễ dàng xử lý đám tay sai và thoát khỏi đây. Cả hai ra được xe phóng khỏi hộp đêm, biệt đội tập hợp tại resort ở Los Angeles. Tabel và Irina là một cặp tình nhân, thế nhưng ánh mắt mà Bruno dành cho Irina, ta có thể thấy mối quan hệ của hai người không đơn giản chỉ là đồng đội. Biệt đội đánh thuê này gồm Irina, ta, Bruno, Tabel và Alam. Nhưng Alam đang ở cùng nhà khoa học Bowter, vài phút sau giáo sư Kai đến. Ông ta được mệnh danh là thần đồng trong giới khoa học nghiên cứu, vậy nên xét về cả địa vị, quyền lực và tiền bạc, Kai đều không thiếu. Ông từng cống hiến chất xám của mình cho thí nghiệm 12, thế nhưng đứa con tinh thần ấy bị bỏ dở giữa chừng với một nhà nghiên cứu. Đó là mảnh vỡ luôn găm vào trái tim, vậy nên ông ta mới không tiếc tiền thuê đội của Tabel tìm lại mẫu thí nghiệm cho mình. Tuy nhiên Kai không cảnh báo cho họ biết về độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Sau khi check hàng toàn là tiền tươi, biệt đội liền di chuyển đến Syria tìm mục tiêu tiếp theo. Kai lái ô tô đi mai phục trước, còn Bruno sẽ đi mô tô đến chỗ nhà khoa học thứ hai tên Nick, đến nơi anh được người của ông kiểm tra, xác định không có súng ống trên người thì mới cho vào. Sở dĩ Bruno có thể gặp mặt được Nick là vì anh giả danh kẻ buôn bán ma túy đến hợp tác làm ăn, đợi ca hạ gục tên gác cửa bên ngoài. Bruno bắt lấy tín hiệu xiên cho ông trùm ma túy một nhát dao, kẻ ứng cứu xông vào cũng nhanh chóng bị Bruno tặng cho một vé xuống tham quan suối vàng. Nick bất lực ngồi nhìn Bruno xử lý người của mình, ông vẫn cứ tưởng anh chỉ là đối thủ đến cướp hàng, cho đến khi anh nói ra ý định về tọa độ của phòng thí nghiệm. Nick kinh hãi khuyên Bruno không nên đến đó, vì nó không khác nào tiến vào cánh cửa địa ngục. Thấy ông không chịu hợp tác, Bruno ra ngoài để ông cho ca xử lý. Cùng lúc đó Irina đến đón Alam và Bowter về căn cứ. Bowter không hề biết đám trẻ này muốn gì ở mình, cho đến khi Tabel dơ ra bức ảnh chụp các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm Liên Xô. Tabel hứa sẽ không giao Bowter cho người Nga, vậy nên ông cần phải hợp tác với họ. Alam báo cho Bruno biết họ đã bắt được Bowter, còn Bruno thì có được tọa độ. Ông già Nick đã bị ca khử, thế nhưng chỉ vì ca nói một câu, hắn rất thích ăn thịt mèo, mà đã bị Bruno cho một viên kẹo đồng trừng phạt. Chỉ đơn giản là anh yêu mèo. Tại căn cứ, Bowter được Irina cho xem ảnh của Nick. Cô cảnh báo ông nếu không hợp tác thì kết cục cũng sẽ bị như vậy. Kai xuất hiện, vì từng làm chung phòng nghiên cứu nên Kai biết Bowter nắm rõ cấu trúc của phòng thí nghiệm này hơn ai hết. Và đặc biệt ông biết vị trí của chìa khóa để mở cửa căn hầm. Nếu ông không giúp họ vào trong phòng thí nghiệm, họ sẽ lấy mạng con gái ông. Bowter bị nắm thóp đành phải thỏa hiệp. Trước khi di chuyển, Tabel nghi ngờ hỏi Bruno về cái chết của Ka. Alam cũng mất dần sự tin tưởng với Bruno. Bruno giải thích Ka bị bọn Syria ám sát. Dù Bruno rất đáng nghi, nhưng kế hoạch đã đến chân. Tabel không thể để nhóm của mình mất thêm thành viên. Cả nhóm di chuyển đến nơi cất giấu chìa khóa. Theo chỉ dẫn của Bowter, Bruno mở nắp ngôi mộ của một nhà khảo cổ mới ngỏm 2 tháng trước. Mùi thi thể vẫn còn nồng nặc khiến cả bọn buồn nôn, vì chìa khóa nằm bên trong thi thể, không ai dám chọc giận người đã khuất, nên Bruno phải sắn tay cầm dao hành sự. Sau khi lấy được thứ mình cần, cả nhóm tiếp tục lên đường đến phòng thí nghiệm bỏ hoang. Trước khi bước vào trong, Bowter cảnh báo lần cuối, nếu thả thứ bên trong ra ngoài, nhân loại sẽ bị diệt vong. Nhưng Tabel không quan tâm, căn hầm nhanh chóng được mở ra, mọi người bắt đầu tiến xuống chiếc cầu thang nhỏ hẹp. Chìa khóa dùng để mở đường ống thông với căn cứ bên dưới, chỉ có duy nhất một chiếc cầu thang xuống, Tabel đi xuống trước. Những người còn lại dần dần xuống theo. Đúng như Kai nói, Bowter nhớ mọi ngóc ngách trong căn hầm, dù là trong không gian tối mịt mờ.
ông vẫn có thể dẫn đường cho cả nhóm đến hộp tích điện. Sau khi ông bật công tắc, toàn bộ đèn trong hầm trở nên sáng trưng. Mọi người đi trước. Tabel ở lại nhắc nhở Bruno hãy tôn trọng Bowser, nhưng Bruno lại muốn sau khi lấy được mẫu vật sẽ khử Bowser. Thế là hai người bất đồng quan điểm. Cuối cùng mọi người cũng đến lối vào tử thần. Thế nhưng cửa của nó không thể mở do nguồn điện bị chập. Alam và Irina ở lại đặt bom nổ. Ba người còn lại sẽ đi tiếp tìm lối vào thứ hai nếu cánh cửa này không thể nổ tung. Irina phải ra ngoài bắt tín hiệu vì đây là bom cảm ứng. Lúc cô ra đến cầu thang thì nghe tiếng người Nga thì thầm sau lưng, nhưng quay lại không thấy ai. Cô không mấy bận tâm tiếp tục ra ngoài bắt sóng. Alam nhận được tín hiệu liền đặt bom. Trong khi đợi Irina quay trở lại, Alam cũng bắt đầu nghe những tiếng thì thầm phát ra phía sau lưng. Một người lính Nga bị bịt miệng đang cảnh cáo kẻ xâm phạm ra khỏi lãnh thổ của mình. Alam hoang mang nổ một phát súng. Tiếng súng thu hút sự chú ý của những người còn lại. Tabel quyết định đến ứng cứu. Bruno ở lại chĩa súng vào Bowser. Người lính Nga không bị viên đạn của Alam hạ gục. Nó phẫn nộ tiến về phía anh. Loạt đạn mà Alam và Irina bắn ra không đủ để ngăn bước chân của nó. Tabel chạy đến, ba người hợp sức bắn hết đạn trong súng thì mới hạ gục được dị nhân này. Tabel không thể ngờ tên lính này không hề mặc áo chống đạn. Irina cố liên lạc với Bruno nhưng không được. Alam bắt đầu nhận ra nhiệm vụ này có thể mất mạng. Tabel cho anh ta và Irina đi chung giữ an toàn, còn anh thì một mình đi tìm Bruno và nhà nghiên cứu. Irina muốn kích nổ cánh cửa để nhanh chóng tìm mẫu vật nhưng không được. Bất thình lình cô bị một dị nhân túm lấy cổ. Alam quay lại xả đạn vào hắn nhưng vô dụng. Cơ bắp cuồn cuộn vẫn cứ tiến về phía anh. Hắn chỉ tạm nghỉ cho cơ thể sửa chữa vài vết đạn lủng trên người, sau đó tiếp tục đứng dậy phun lửa về phía kẻ địch. Hai người chạy phục cơm mới ra khỏi đường hầm, nhanh chóng báo tin cho Tabel. Khi này, Bruno đang vô cùng hoảng loạn, hỏi Bowser sự thật về thí nghiệm trong hầm. Ông khẳng định, tất cả một khi đã bước vào thì sẽ không thể toàn mạng đi ra. Sâu trong cánh cửa tử thần, không ngờ lại là nơi ở của đội trưởng người Nga. Hắn vẫn còn sống nhưng tồn tại dưới dạng dị nhân. Tên cơ bắp trở về báo tin cho hắn biết có kẻ xâm phạm. Những tên lính bắt đầu tiến ra ngoài truy lùng kẻ thù. Đám người Irina nhận ra cái xác đầu tiên đã biến mất. Trong khi đó, Bruno và Bowser đã lần mò đến nơi ở của đội trưởng, tiến sâu thêm nữa kho vũ khí khiến Bruno thích thú. Trong lúc hắn đang chọn hàng thì Bowser nhân cơ hội chạy mất. Ông trở về căn phòng trước kia của mình, mặc lên người bộ quân phục lính Liên Xô. Không ngờ Kai cũng đã có mặt trong căn hầm. Hắn ở phòng nghiên cứu quan sát nhất cử nhất động của mọi người. Thì ra mục đích hắn dụ đội đánh thuê vào đây là để họ thức tỉnh đội quân Liên Xô của mình. Đám lính bắt đầu bao vây ba người Tabel. Bowser nhân cơ hội nhốt chúng trong phòng. Giờ ông trở thành hy vọng sống cho đội đánh thuê. Bowser cho biết nếu muốn tiêu diệt dị nhân, họ cần phải phun lửa thiêu cháy chúng. Đạn dược chỉ có thể tạm thời ngăn cản chúng. Phía khác, Bruno đơn phương độc mã sắp tìm được lối ra. Kai thấy vậy cho lính của mình đến lùa hắn vào lại bên trong. Bruno nấp vào một góc, sau đó nhân cơ hội tiến lại gần tặng cho chúng quả lựu. Trở lại với Bowser, ông dẫn đám người Tabel vào hầm lấy vũ khí phòng thân. Sau đó ông một mình tìm đến chỗ của Kai. Kai không mấy ngạc nhiên khi Bowser biết hắn ở đây. Dù sao ông là người nắm rõ cấu trúc phòng thí nghiệm trong lòng bàn tay. Kai chĩa súng yêu cầu ông dẫn hắn đến vật chủ thí nghiệm. Đây là một phòng nghiên cứu tuyệt mật, chứa vật thí nghiệm mạnh mẽ và hung bạo nhất. Cửa lồng kính được mở ra, một thanh niên Nga to khỏe mắt xanh nhìn thẳng vào Kai. Ông ta vui mừng nghĩ mình sẽ sở hữu thứ vũ khí tối tân này, mà không biết vật thí nghiệm chỉ nghe lời chủ nhân của mình là Bowser. Hắn tóm cổ Kai dí vào lồng kính, sau đó đeo mặt nạ thí nghiệm cho ông ta, biến ông ta thành một mẫu thí nghiệm giống mình. Đây chính là cái kết của những kẻ có dã tâm điên cuồng. Quay trở lại với quân đánh thuê, Tabel tìm được một căn phòng an toàn để nghỉ ngơi nên an tâm đặt súng xuống, không ngờ lại bị chĩa tia laser vào đầu. Tuy nhiên khi quay lại anh không thấy ai, nhưng lại bất ngờ bị dị nhân từ cửa kính phía sau tóm lấy cổ. Tabel ra sức xả đạn vào hắn. Bruno nhân cơ hội xông vào xả đạn về phía Tabel, nhưng anh đều có thể né được. Bruno tạm thời tha cho Tabel, ném lựu đạn vào chỗ dị nhân. Căn hầm phát nổ kích hoạt hệ thống nước chữa cháy. Tabel bất ngờ xuất hiện sau lưng Bruno. Hai người đều chĩa súng về phía đối phương, giờ không cần giở bộ mặt giả tạo nữa, thù mới nợ cũ trả luôn một lần này. Cả hai đều chơi đẹp dẹp vũ khí sang một bên đánh tay đôi. Hai bên giao lưu võ thuật vô cùng ác liệt, không ai chịu nhường ai. 19-10, anh đấm tôi một cái thì tôi trả lại cho anh hai cái. Tabel gạt phăng thứ tình nghĩa anh em giả dối, quyết chơi khô méo với thằng phản bội Bruno. Sức mạnh của chính nghĩa luôn áp đảo cái xấu xa, cuối cùng Tabel giành chiến thắng. Bruno bị oánh cho xây sẩm mặt mày, thế nhưng cuộc đời này luôn là những cú lừa nhé anh em. Cô em Irina thật ra là gậy yêu mà Bruno cài vào bên cạnh Tabel. Tabel ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, đúng là anh hùng không thể qua ải mỹ nhân. Tabel nhân cơ hội vọt lẹ, Bruno vội đuổi theo. Anh quay lại kho vũ khí tìm Bowser. Sau khi nghe chuyện, Bowser đã sống đủ lâu để hiểu đàn bà là những niềm đau. Ông lật bản đồ chỉ cho Tabel và Alam lối thoát bí mật. Tuy nhiên có ra được hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh mỗi người. Phía bên kia, đội quân dị nhân đang dần thức tỉnh. Số lượng đông đủ để hủy diệt một đất nước. Alam đưa Bowser tiến vào trong. Bên trong có công tắc bom mà Alam từng đặt. Bowser quyết định sẽ hy sinh thân mình, tiêu diệt những con quái vật mà ông tạo ra để bảo vệ an toàn cho nhân loại. Đội trưởng và đội binh dị nhân rất nghe lời Bowser. Ông từng rất tự hào về thành quả nghiên cứu này của mình. Nhưng khi nhận ra đây là những sản phẩm nguy hiểm, ông sẽ không do dự mà hủy hoại nó. Chàng trai người Nga nhìn Bowser một hồi lâu. Hắn nhận ra ông đang muốn tự hủy nên cảnh báo cho đồng loại. Bowser nắm chốt kích hoạt bom. Giây phút đội trưởng sắp nổ súng bắn ông đã kịp nhấn nút kích nổ. Căn cứ tồn tại hàng trăm năm dần sụp đổ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Bruno và Irina chạy chậm hơn một bước, bị ngọn lửa thiêu rụi. Tabel kịp thời lặn xuống nước thoát được một kiếp.
Sau khi vụ nổ trở nên im ắng, chỉ còn bóng hình Tabel cô độc thoát ra ngoài, anh quay lưng lại mấy lần để xác định đội quân dị nhân đã bị chôn trong đám lửa. Thế nhưng điều anh không thể ngờ là gã cai độc ác cũng toàn mạng thoát ra ngoài, hơn nữa còn trở thành một dị nhân phòng thí nghiệm. Cảnh này cũng là cảnh kết thúc bom tấn ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy cho chúng mình một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón xem những siêu phẩm tiếp theo của chúng mình nhé. Hầu Vương Review xin chào và hẹn gặp lại.